kính chào và cảm ơn quý vị và các bạn đã đến với chương trình thời sự tổng hợp của Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thông huyện Cao Phong. Chương trình hôm nay sẽ có những nội dung chính sau. Hội nghị thường trực chính phủ với các địa phương bị ảnh hưởng cơn bão số 3. Huyện Cao Phong tặng quà Tết Trung thu cho các em học sinh. Tư vấn giới thiệu việc làm cho thanh niên xuất ngũ và đoàn viên thanh niên. Phần cuối chương trình là nội dung bài viết Cao Phong chung tay đồng lòng hướng về vùng bão lũ. Sau đây là nội dung chi tiết. Ngày 15 tháng 9, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì hội nghị thường trực chính phủ với các địa phương bị ảnh hưởng cơn bão số 3 về giải pháp khẩn trương khắc phục hậu quả, hỗ trợ người dân, doanh nghiệp, ổn định đời sống, khôi phục hoạt động sản xuất, kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Dự tại điểm cầu huyện Cao Phong có đồng chí Bùi Thị Kim Tuyến, tỉnh ủy viên, bí thư huyện ủy. Theo báo cáo, bão số 3 là cơn bão có cường độ mạnh nhất trong 30 năm qua trên Biển Đông và 70 năm qua trên đất liền nước ta, gây thiệt hại hết sức nặng nề về người, tài sản của nhân dân và nhà nước. Tính đến sáng ngày 15 tháng 9, do ảnh hưởng của bão và hoàn lưu sau bão số 3 đã làm 348 người chết và mất tích, trên 1.900 người bị thương, gần 232 ngôi nhà bị hư hỏng, trên 240.000 hecta lúa, hoa màu bị ngập úng, thiệt hại, trên 3.000 lồng bè nuôi trồng thủy sản bị hư hỏng cuốn trôi, gần 21.800 con gia súc và khoảng 2.600 con gia cầm bị chết, 305 sự cố đê điều, nhiều tuyến đường giao thông, hệ thống điện, viễn thông hư hỏng. Tại tỉnh Hòa Bình, thống kê đến 16 giờ ngày 14 tháng 9, toàn tỉnh có 7 người chết, thiệt hại 952 nhà, 18 điểm trường, 19 điểm nhà văn hóa, 57 công trình thủy lợi, 268 điểm công trình nước sạch, 1.902 hộ phải sơ tán đến nơi an toàn. Giao thông vận tải bị thiệt hại nặng nề với 189 điểm sạt lở, sụt lún, nhiều tuyến đường bị ngập sâu và cây gãy đổ ra đường, hơn 7.300 hecta lúa, hoa màu, cây ăn quả, cây lâu năm, cây hàng năm bị gãy, đổ thiệt hại, hơn 9.000 con gia súc, gia cầm bị thiệt hại. Tại hội nghị, đại diện các bộ ngành địa phương đã đánh giá công tác lãnh đạo, chỉ đạo, ứng phó với mưa bão, công tác tìm kiếm cứu nạn, khắc phục thiệt hại, việc hỗ trợ người dân, doanh nghiệp ổn định cuộc sống, phục hồi hoạt động sản xuất, kinh doanh. Kết luận hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đánh giá cao công tác lãnh đạo, chỉ đạo điều hành của các cấp, các ngành địa phương trong công tác ứng phó, phòng chống thiên tai đã hết sức chủ động, bám sát địa bàn, tìm phương án tốt nhất để ứng phó với thiên tai. Ngày 16 tháng 9, đoàn công tác của huyện gồm lãnh đạo các phòng, lao động thương binh và xã hội, giáo dục và đào tạo, văn phòng hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân và huyện đoàn Cao Phong đến chung vui tặng quà cho học sinh của hai trường tiểu học và trung học cơ sở Yên Lập xã Thạch Yên và trường tiểu học trung học cơ sở Xuân Phong xã Hợp Phong nhân dịp Tết Trung Thu năm 2024. Tại mỗi nhà trường, đoàn đã thăm hỏi tặng quà cho thầy và trò, chúc các cháu luôn mạnh khỏe, là những đội viên xuất sắc tiêu biểu trong phong trào thiếu nhi Việt Nam làm theo 5 điều Bác Hồ dạy, gắn với hoạt động học tập của đội viên. Đồng thời mong muốn cấp ủy đảng, chính quyền, ban ngành đoàn thể địa phương, các bậc phụ huynh cần quan tâm làm tốt hơn nữa công tác chăm sóc giáo dục học sinh, tạo những điều kiện thuận lợi nhất để các em được phát triển toàn diện, trở thành những công dân có ích cho gia đình, xã hội, nhất là đối với các học sinh thuộc diện hộ nghèo, gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Ngày 12 tháng 9, huyện đoàn Cao Phong tổ chức phiên tư vấn giới thiệu việc làm cho gần 60 thanh niên xuất ngũ và đoàn viên thanh niên năm 2024. Tại phiên tư vấn giới thiệu việc làm, thanh niên xuất ngũ và đoàn viên thanh niên trên địa bàn huyện được tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về nghề nghiệp, việc làm cho thanh niên, tư vấn định hướng các ngành nghề phù hợp với năng lực, sở trường của thanh niên và nhu cầu thị trường lao động, góp phần quan trọng trong việc giải quyết việc làm cho thanh niên, qua đó nhằm tăng cường công tác tư vấn giới thiệu việc làm cho đoàn viên thanh niên nói chung và thanh niên xuất ngũ trở về địa phương có cơ hội tìm được việc làm phù hợp. Ủy ban Nhân dân tỉnh Hòa Bình ban hành quyết định số 2642 ngày 12 tháng 11 năm 2021 về phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 khu không gian bảo tồn di sản văn hóa Mo Mường gắn với dịch vụ du lịch. Theo đó, khu không gian này có quy mô diện tích trên 36 ha, địa điểm tại khu vực núi Cối, xóm Trang giữa xã Hợp Phong, huyện Cao Phong. Tính chất là khu chức năng lưu giữ các giá trị về văn hóa dân tộc, gìn giữ và phát huy các giá trị di sản văn hóa vật thể và phi vật thể quốc gia Mo Mường Hòa Bình gắn với dịch vụ du lịch.
phù hợp với cảnh quan thiên nhiên, thân thiện môi trường, có hệ thống hạ tầng kỹ thuật đồng bộ. Dự kiến công trình sẽ hoàn thành đầu tư xây dựng trước quý 4 năm 2025. Tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 50 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách tỉnh giai đoạn 2021-2025. Tính từ đầu năm đến nay, Ủy ban Nhân dân huyện Cao Phong đã triển khai thực hiện giải ngân vốn đầu tư 3 chương trình mục tiêu quốc gia năm 2024 với nguồn vốn gần 26 tỷ trên tổng số gần 120 tỷ đồng, đạt 21,7%. Trong đó bao gồm cả nguồn vốn năm 2023 kéo dài năm 2024. Cụ thể, vốn chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giải ngân được 280 triệu đồng, đạt 100%. Vốn chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giải ngân hơn 10 tỷ đồng, đạt 50%. Vốn chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số giải ngân gần 4 tỷ đồng, đạt 52,8%. Để đảm bảo tiến độ thực hiện 3 chương trình mục tiêu quốc gia, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân huyện đã trực tiếp tham gia các đoàn kiểm tra tiến độ thực hiện các chương trình tại các xã. Tại các địa phương, những đơn vị được giao thực hiện các nhiệm vụ dự án thuộc nguồn vốn 3 chương trình mục tiêu quốc gia đang rà soát các chỉ tiêu, nhiệm vụ theo kế hoạch, đồng thời quản lý tốt các dự án hỗ trợ phát triển sản xuất, các nguồn vốn theo đúng quy định. Năm 2024, huyện Cao Phong được Ủy ban Nhân dân tỉnh giao dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn huyện là 48 tỷ 400 triệu đồng, Hội đồng Nhân dân huyện giao là 50 tỷ 400 triệu đồng. Trong đó thu từ thuế và phí là 28 tỷ 400 triệu đồng, thu từ nguồn thu tiền sử dụng đất là 22 tỷ đồng. Kết quả thu ngân sách nhà nước trên địa bàn huyện 8 tháng đầu năm 2024 mới chỉ đạt gần 20 tỷ đồng, đạt 41,3% dự toán Ủy ban Nhân dân tỉnh giao, bằng 39,6% Hội đồng Nhân dân huyện giao. Trong đó thu từ thuế phí và thu khác là 19,9 tỷ đồng, đạt 70% dự toán Ủy ban Nhân dân tỉnh giao và bằng 70% chỉ tiêu nghị quyết Hội đồng Nhân dân huyện giao. Thu từ nguồn thu tiền sử dụng đất là 86 triệu đồng, đạt 0,43% dự toán Ủy ban Nhân dân tỉnh giao và bằng 0,39% chỉ tiêu nghị quyết Hội đồng Nhân dân huyện giao. Sạt lở đất là hiện tượng đất bị sạt trượt do tác động của mưa lũ. Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự tổng hợp của Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thông huyện Cao Phong, phát trên sóng FM tần số 93,7 MHz. Thưa quý vị và các bạn, những ngày qua, thông tin thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản do mưa bão gây ra tại các tỉnh phía Bắc đã được các cơ quan, chức năng, phương tiện truyền thông, mạng xã hội liên tục thông tin. Những mất mát đau thương về người và tài sản mà đồng bào các tỉnh, thành phố miền Bắc đang phải gánh chịu do bão, lũ đã đang gây ra là không có gì có thể bù đắp. Bằng nghĩa đồng bào cùng với người dân cả nước, nhiều tổ chức, đoàn thể, nhóm thiện nguyện và đông đảo người dân huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình cùng chung tay gom yêu thương gồm nhu yếu phẩm, đồ dùng sinh hoạt, nước uống, quần áo lên đường hướng về đồng bào vùng lũ. Ghi nhận của nhóm phóng viên qua nội dung bài viết Cao Phong chung tay đồng lòng hướng về vùng bão lũ. Mời quý vị và các bạn cùng nghe. Những ngày này, các tổ chức cá nhân, các nhà hảo tâm trên địa bàn huyện Cao Phong đang hướng về Yên Bái, Lào Cai, Tuyên Quang, địa phương chịu thiệt hại nặng nề do hoàn lưu bão số 3 với những việc làm thiết thực, ý nghĩa. Cùng chung mục đích cao cả hỗ trợ người dân vùng lũ trong thời điểm khó khăn này, cô Nguyễn Thị Loan ở xóm Quáng Ngoài, xã Hợp Phong, huyện Cao Phong chia sẻ. Qua cái mạng xã hội đây thì mình biết là những cái vùng mà bị lũ ấy rất là người dân rất là khổ, nhưng mà qua cái biết thông tin của chị Vũ Biên ở ngoài thị trấn Hợp Phong này, Cao Phong này, thì mình cũng là người ở trong xã Hợp Phong, thì mình cũng kêu gọi tất cả các chị em, những nhà hảo tâm ở trong xã để cùng chung tay góp mỗi người một chút để là chia sẻ ủng hộ đồng bào bị lũ lụt vừa rồi. Thì qua đây thì mình cũng ra để cùng chung tay với chỗ chị Vũ Biên này để mai đoàn mình có một chuyến đi lên vùng cao để ủng hộ bà con trên Lào Cai, Yên Bái. Cùng với tinh thần lá lành đùm lá rách, trong những ngày vừa qua, nhiều người dân ở xã Bình Thanh, huyện Cao Phong đã cùng nhau gói bánh chưng để kịp gửi tặng bà con vùng lũ. Qua các phương tiện thông tin đại chúng và những dòng trạng thái kêu gọi trên mạng xã hội, người góp tiền, người góp gạo nếp, góp đỗ xanh, người thì góp lá, với sự chung tay góp sức của nhiều tấm lòng của bà con nhân dân. 1.500 chiếc bánh đầu tiên đã được nấu chín cùng nhiều nhu yếu phẩm gửi tặng bà con nhân dân 4 xã của huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái. Còn với thành viên của các nhóm tình nguyện xanh Cao Phong,
Hội Lái Xe 28 Vạn Thọ Bình An, Hội Điện Tử Điện Lạnh Cao Phong, những ngày này càng thêm bận rộn. Mọi người khẩn trương chuẩn bị từng gói bánh, từng hộp mì tôm, sữa, lương khô để hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng do mưa lũ, sạt lở đất tại tỉnh Lào Cai. Chị Vũ Thị Biên, thành viên nhóm tình nguyện Xanh Cao Phong, cầu nối giữa các nhà hảo tâm cho biết. Thì với bản thân tôi thì cũng như tất cả những người dân của Việt Nam đều hướng về phía Bắc, những cái nơi mà xảy ra thiệt hại lũ cuốn. Với cái suy nghĩ của bản thân cũng như là tất cả đồng lòng của các nhà hảo tâm là đều muốn lá lành đùm lá rách, người ở vùng an toàn chia sẻ với vùng khó khăn. Và tôi đã thành lập ra nhóm kết nối cùng với Hội Lái Xe 28 Vạn Dặm Bình An, Hội Điện Lạnh Cao Phong cùng với các nhà hảo tâm đứng lên để kêu gọi thu gom tất cả những tấm lòng của bà con nhân dân ở huyện Cao Phong cũng như là cộng đồng mạng qua Facebook của tôi để muốn gửi gắm tới đồng bào những cái vùng mà đang thiệt hại và lụt rồi cũng như là mất nhà, mất cửa, mất người thân, thì là chúng tôi sẽ đến những cái địa điểm đó. Mặc dù là tổ chức tự phát nhưng qua cầu nối của chị Vũ Thị Biên, thành viên nhóm tình nguyện Xanh Cao Phong, các câu lạc bộ thiện nguyện và tấm lòng hảo tâm, sự đóng góp cả về vật chất lẫn tinh thần của người dân. Chuyến xe hỗ trợ đã mang 100 thùng mì tôm, 100 thùng lương khô, 100 thùng sữa tươi, 50 thùng nước lọc và một số nhu yếu phẩm cần thiết đến với bà con vùng sạt lở ở Lào Cai. Những ngày này, rất nhiều cá nhân, tập thể, nhóm thiện nguyện trên địa bàn huyện đã và đang cùng chung tay hỗ trợ bà con vùng bão lũ. Mỗi người theo cách riêng, khả năng riêng. Nhiều trường học thay vì đóng góp để tổ chức Tết Trung Thu cho học sinh như mọi năm, thì chuyển sang đóng góp để ủng hộ cho người dân vùng bão lũ. Người ủng hộ tiền, người ủng hộ thông qua các tài khoản thiện nguyện của các tổ chức chính trị xã hội hoặc thông qua các cơ quan truyền thông, báo chí. Người góp công, góp sức, góp kỹ năng. Người không có điều kiện thì chia sẻ thông tin, góp một chút nhỏ theo khả năng của mình. Chị Nguyễn Thị Hoài ở xóm Nam Sơn 2, xã Thu Phong, huyện Cao Phong chia sẻ. Qua theo dõi Facebook của cô Vũ Biên, nhóm tình nguyện Xanh của Cao Phong ấy, thì là em được biết là cô và mọi người đang kêu gọi để của ít lòng nhiều góp đến các đồng bào bị lũ lụt trận bão vừa qua, thì em cùng gia đình cũng vừa góp tiền vừa góp công sức cùng với mọi người để là đưa được những cái thực phẩm thiết yếu trong lúc người dân cần đến. Phát huy truyền thống đoàn kết của dân tộc, tinh thần tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách, một miếng khi đói bằng một gói khi no, huyện Cao Phong đã kêu gọi các cơ quan, đơn vị, tổ chức doanh nghiệp, doanh nhân và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn huyện Cao Phong chung tay chung sức ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do bão số 3 gây ra. Sự giúp đỡ thiết thực của các tổ chức, cá nhân lúc này là nguồn lực rất cần thiết, có ý nghĩa to lớn, thể hiện đạo lý nhân văn sâu sắc, góp phần động viên, chia sẻ, giúp đỡ đồng bào khắc phục hậu quả do thiên tai, sớm ổn định cuộc sống. Mỗi tin nhắn chuyển khoản ủng hộ, mỗi nhu yếu phẩm được gửi tới bà con vùng lũ lụt là minh chứng cho sự đoàn kết của người dân Việt Nam nói chung và nhân dân huyện Cao Phong nói riêng. Tình dân tộc, nghĩa đồng bào luôn là điểm tựa vững chắc nhất, tiếp thêm động lực, sức mạnh để cùng nhau vượt qua khó khăn, bão lũ, chứa đựng những giá trị lớn lao về lòng nhân ái, sự tử tế và sự sẻ chia. Chương trình thời sự tổng hợp của Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thông huyện Cao Phong hôm nay xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.